cái hoa đã tha thứ cho cô. Nếu mà hoa tha thứ thì... nếu hiểu được cái hoa vì sao hoa tha thứ thì cô phải biết cái lỗi, cái tội của cô gây ra cho hoa là gì. Mình phải hiểu cái điều đó. Chứ cái mà hiện nay các bạn đang thấy không phải là cái điều đó. Không phải là cái điều đó. Cô biết đó. Thôi nghe, được rồi. Cứ đưa qua mấy cái chuyện rồi ba thứ đó làm gì? Có ý gì không? Không, chỉ là hỏi gì? Lúc nãy anh có nói về cái việc mà thất bại và thành công, là anh có thể nói rõ hơn tại sao mà việc thất bại lại nguy hiểm như vậy? Có thất bại lần nào không? Thấy thất bại là mình phải cảm nhận chứ. Nhiều khi mình dốc hết, bắt đầu gia đình đó, dư giả mình thất bại, mình còn điều kiện mình đứng dậy. Còn các bạn nhỏ, bạn trẻ, gần như 90% các em trẻ đã điều kiện khó khăn. Qua hiểu cái cảm thông đó, nó thất bại một lần là nó quỵ luôn đó nghe. Nó không đủ để mà nó đứng dậy được đâu. Nên hãy thận trọng một chút xíu đó. Nên mình tích lũy đủ nhiều cái điều kiện rồi bắt đầu khởi nghiệp. Dạ, những cái điều kiện để mà đủ để khởi nghiệp là gì? Nó có mấy bước là hãy đọc cái quyển Nghĩ Giàu Làm Giàu đi nha. Qua gửi đó luôn luôn có ý trong mắt, đọc cái quyển đó thì thấy được cái nguyên lý cái nó đã. Thấy cái công thức để mình đi. Nó nói ở trong đó có 13 bước nhưng mình có thể khái quát 6-7 bước là đủ rồi. Thậm chí 5 bước là đủ. Qua cái đó đi rồi. Bớt. Anh có thể nói sơ sơ được. Dạ thưa ông, cái hành trình từ trái tim đến trái tim ông tặng sách cho rất là nhiều địa phương. Sao ông không kết hợp cả cà phê, tại vì có rất là nhiều người chưa được thưởng thức cà phê. Thực ra mấy em nó cũng đem theo đó, nhưng nó cố gắng nó tách biệt. Bởi vì nhiều khi người ta hiểu theo một cái nghĩa khác. Nếu mà cái tấm lòng của đó thì những người tham dự đó, nó khác đi chứ không thì sau này bởi vì sao? Trong đó qua có nói là cần 5 tỷ để giải quyết cho trí thức nền móng chắc cho một dân tộc. 5 tỷ đô la nó đâu có mắc cho một dân tộc. Thưa ông, được biết thì ở đây cũng có rất là nhiều người đã đọc rất là nhiều cái quyển sách là Để Đời và họ cũng rất là ngưỡng mộ ông. Vậy thì ông thấy rằng sắp tới thì sẽ phải phát triển cái nó vấn đề cái đó mới bắt hơn. Đầu thôi chứ còn thực ra qua chọn là 100 đầu sách này. Nó gồm các lĩnh vực này, từ huyền học mình hiểu tới cái dân tộc, mình phải hiểu tới cái bản chất của nó, rồi mình hiểu tới triết học, mọi loại triết học ha, rồi mình hiểu tới là khoa học, các loại khoa học, cách thế nào là khoa học căn bản của cái mà gọi là khoa học. Hiện nay mình đang khi mình nói tới những người mà nói khoa học á, nó khoa học gì, bản chất của cái khoa học nó là khoa học gì, phải chuẩn bị cho nó. Rồi sau là chính trị học, rồi kinh tế học ha, kinh tài học, rồi y học, rồi võ học, rồi mỹ học, với lại là nghệ thuật học, rồi đủ loại học như vậy. Nó phải liên thông như vậy để đặt cái nền tảng lớn để cho nó hiểu thêm, hiểu những cái gì đó, nó cao lớn hơn nghe. Đang chuẩn bị quá, có hết mọi qua chuẩn bị hết mọi thứ như vậy. Nhưng 5 quyển đó là chỉ là khởi đầu, bắt đầu. Nên nhưng mà muốn đọc 5 quyển đó phải biết đọc và ứng dụng là đã đổi đời được rồi đó nghe. Nước Nhật cái khuyến học là đã gối đầu giường không, mà hồi xưa thời Nhật thời đó đã tương đứng với thời Từ Đức bên mình, với từ Thế Hậu bên Tàu là lạc hậu như vậy đó. Mà có những người như Yukichi cái đồ đó, mà chỉ cần viết những cái quyển sách đó mà gối đầu giường cải tạo, nó có mấy ý chính thôi. Đua với phương Tây, vượt phương Tây, thoát Á nhập Âu, đua phương Tây, vượt phương Tây, lúc đó là cái tư tưởng kinh khủng lắm đó nghe, không phải đơn giản được. Thứ hai đó là có độc lập công dân mới có độc lập quốc gia. Những cái ý chính trong cái quyển khuyến học đó, nó ghê gớm như vậy. Thì đặt cái nền tảng để có nước Nhật ngày hôm nay. Mình chỉ thấy nước Nhật ngày hôm nay chứ mình không thấy bắt đầu khởi đầu là bắt đầu từ đâu, từ những con người đó, chính cái quyển đó. Còn lại Nghĩ Giàu Làm Giàu thì các bạn biết là đó là cái nguyên lý chung trong mọi cái khởi nghiệp, chứ không phải là trong kinh tế không nữa. Dạ, và đó còn dân tộc Do Thái thì phải để ý đó thêm. Đó là cái triết lý, cái tư tưởng của Trung Nguyên thì ông muốn nhấn mạnh là không phải chỉ là làm theo kiểu con bùn đúng không ạ? Ông thường hay nói muốn... Không thì không qua không nói. Bởi vì khi giận qua nói vậy thôi, chứ thực sự mà nói thì bản chất của kinh tài là kinh bang tế thế, kinh tế đó. Những cái khái niệm hiện nay á, mình bị lập trình như thế này á, là gần như mình không hiểu tới cái bản chất. Ngay cái chính trị hiện nay đồng nghĩa với thủ đoạn, với lại cái mưu mô, với thủ đoạn, với quyền lực. Không phải, bản chất chính trị nó không phải như vậy. Nên tận chân, tận thiện, tận mỹ á, đều gặp nhau hết á. Chính trị, tôn giáo, khoa học ra rồi kinh tài, kinh đồ là gặp nhau điểm hết. Tại vì hiện nay cái trí thức mình chưa đủ, cái kiến thức mình chưa đủ, mình chưa thấy được cái mối liên kết đó, cái nền tảng chung đó mình chưa thấy được. Chưa tới cái ngưỡng đó.
phải đọc nhiều mới thấy được cái đó. À, nha. À. Là một người thành đạt thì ông có lời khuyên gì cho những nam thanh niên về việc lập gia đình cũng như là chọn ý trung nhân không ạ? Qua không phải là người thành đạt. Nếu ngày hôm nay ngồi đây có nghĩa rằng trong gia chuyện của Qua là thất bại về trong cái chuyện như vậy, theo quan điểm của Qua thì là như thế nào mới là người thành đạt? Bây giờ nếu mà người thành đạt nó phải là con người hoàn hảo. Con người hoàn hảo thì nó như thế này nè, nó liên thông hết mọi thành tố khác trong xã hội của nó. Nó xuyên luôn quốc gia luôn. Nó xuyên luôn quốc gia mà cái đó bây giờ khó. Con người hoàn hảo là gì? Muốn có một xã hội hoàn hảo thì phải có một con người hoàn hảo. Vì định nghĩa một con người hoàn hảo thì các bạn là người có học, các bạn có khi nào định nghĩa không? Đầu tiên là gì? Nó cái đẹp nha, cái đẹp về thân. Hiện nay phải luyện tập thêm đó nha. Cái hình dáng thì cũng tương đối rồi, cái hình á phải có đẹp cái thân. Phải luyện đi, luyện võ, võ thuật, võ đạo gì đó thì phải luyện. Có nhiều môn để nó có thể tạo được cái hình, nhưng phải học võ đạo mới được. Vậy theo anh thì em thôi được rồi, tiếp tục đi, để qua nói tiếp. Nó chưa đủ đâu, cái thân thì dễ nhất. Nhưng hiện nay đây là cũng là cái phấn đấu của cậu. Thứ hai nó cái đẹp, thứ hai nữa là cái đẹp của tâm, là cái thứ này là khó nhất. Hiện nay là cái tâm là gần như là, tại vì con người là cái tâm xuất sinh là gần như ngự trị cái loài người hiện nay. Phần con đấy phần như nó chiếm hết chứ không phải còn phần. Cái đẹp thứ ba nó đẹp cái trí, cái kiến thức ấy, của cái người đó, cái tri thức của người đó, cái trí thức của người đó. Hiện nay mình đọc năm một, nếu một năm mình đọc chưa tới một quyển sách thì làm sao mình có cái đạt vị trí được. Nên những cái câu hỏi hoặc là những cái lời nói hay cái gì đó sau này ấy, nó không có cái chiều sâu. Nên về luyện đi, sau này qua chỉ cho cái công thức, rồi sau đó qua đưa luôn một cái mẫu cho, tại vì qua chuẩn bị cho từng mẫu cho từng em một ấy. À, cho từng cái một phải làm gì để sao hoàn hảo. Vì là nhà em cũng ở một cái hẻm 122 Nguyễn Tất Thành ấy. Ngày xưa là cách building Trung Nguyên thì khoảng có một cây, nó chưa không, cây. Qua đang nói hãy ghi nhận đi. Dạ. Ghi nhận chung như vậy để luyện tập thân cái đã nghe. Cái thân là hiện nay phải cố gắng nhiều lắm ấy. Vậy thì phải như em bây giờ đi tập thiền như anh thì nó có tốt hơn không? Không, phải tập võ đi, đừng có thiền. Phải tập võ đi, qua khuyên như vậy. Cậu thì phải động công rồi tĩnh công. Thiền là tĩnh. Động, cậu thì cần động nhiều hơn tĩnh nha. Phải động, phải cơ bắp rồi lên chứ hả? Dạ. À, động tâm là phải luyện hả? Động tâm và tĩnh tâm thì nó khác nhau chỗ nào? Động công. Dạ, động công. Động là luyện võ đó, võ công. Nhưng mà tại sao thì những tỉnh. Người trẻ thì lại phải là động hơn là tĩnh nhỉ? Không phải là trẻ mà tĩnh. Cậu thì có lẽ tĩnh chút. Đây, thằng em này nó cần cũng cái thân nó cũng chưa phải. phải chắc phải gần chục ký nữa nghe, thì chắc có lẽ là bảnh trai lắm á, không cái đó khác nhau đó nghe. Anh nhìn em đây là đã hạnh phúc. Ở đây ở thế gian không ai có hạnh phúc hết. Và có thể nói người quyền lực nhất hiện nay cũng có hạnh phúc, người giàu nhất hiện nay không ai có hạnh phúc, chỉ có những cái niềm vui thoáng qua mà thôi. Hiện nay Bill Gates cũng không có ai nói hạnh phúc. Nhưng cái không đang vui thôi chứ hạnh phúc thật không phải đâu, cái hạnh phúc nó khác lắm nha. À, cái hạnh phúc và tới cái chân phúc nữa. À, cái hạnh phúc tương đối, chia hạnh phúc thì hạnh phúc tương đối và hạnh phúc tuyệt đối và tới cái chân phúc nữa. Dạ thưa ông, có rất là nhiều người để ý cái thân của, toàn của ông á, biểu tượng cho một cái sức mạnh, ý chí và cái lòng quả cảm. Ông có thể chia sẻ với mọi người chút được không ạ? Tại vì thực ra chiếc khăn rất là đẹp, rất là đẹp. Ta thấy nó rẻ mà miền Tây người ta đeo cái thời mà giống như là chiến binh kháng chiến rồi đó, du kích cho đâu rồi đó, cái tinh thần họ ghê lắm. Có phải là chiến binh của cà phê không ạ? Không phải chiến binh mới được. Dạ. Phải chiến binh nha, các em phải là chiến binh mới được. Phải có tinh thần chiến binh. Phải có tinh thần chiến binh. Cái dân tộc mình đang thiếu nhất, nó chỉ có chiến binh trong cái vẻ quốc thôi. Bị xâm lăng thì nó có cái đó, còn nếu không thì nó không có cái đó. Ông có thể cho anh xin một chữ ký nữa. Thôi thì lúc khác đi, thôi không nên. Dạ. Không nên. Để giữ trong đi, giữ. Truyền cảm hứng chiến binh đó. Không, giữ trong đây qua nói chứ. Dạ. Ủa, hôm nay em cũng có thể cho em. Có đây nè. Có, chưa. Có dễ nghe.
sáng qua hứa đó, qua gửi nghe. Không, phán xử cũng thuộc lý vụ án của em á. Cảm ơn. Đăng ký chưa? Dịch thôi. Dạ. 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 Muốn nói ra. Còn thấy bên mình dịch thôi. Con mình cứ. Trong đây mà nắng à? Có hôm nào đi. Rồi rồi qua cái gì qua biết qua thấy chuyện. Mấy em này năm nay. Có bước ra đăng ký chưa? Đây nè. Đi làm liền. Không có tôi mời ra ngoài.